Giới thiệu cả nhà, đây là cây hoa giấy tím Huế nhá. Đấy, mọi người nhìn kìa. Đấy, gốc của nó đấy. Đây nha mọi người nhá, nhìn cái cành. Cái cành nó bò ra tận đây này. Đấy. Đấy, cành nó bò ra đây. Bò ra chỗ này đến. Cái cành mà nó bò ra chỗ này phải 5 mét. Đấy. Đấy nhá, giới thiệu mọi người cây tím Huế này. Quay góc này cho mọi người xem. Đấy. Đẹp chưa? Đấy là tán của nó ở trên nhá. Tay tán cái cành của nó đấy. Đấy chưa? Tím Huế khủng nhá. Đấy. Đấy, quay sát lại cho mọi người xem nhá. Cái gốc của nó này, gốc của nó rất là mịn nhá, gốc rất là mịn, không có những cái vết lũa để ảnh hưởng đến thân cây. Đó. Gốc này bây giờ hiện tại mình đang nuôi, vẫn tiếp tục nuôi, sẽ khoảng 2-3 năm nữa thì sẽ tính. Đây, cành của nó đây. Cành tán của nó đây. Đấy. Trên nó bố trí các cành cũng rất là đều nhá. Đây là cái tay bò ra tường này. Đấy, cái tay bò dài ra tường này. Đấy. Tay bò dài ra tường nhá. Đây. Thấy chưa? Mọi người thấy đẹp không? Cái chỗ này là vết nó dựa vào tường cho nên là sẽ bị ảnh hưởng. Thế hôm tới mình sẽ tiến hành đục bỏ cái chỗ tường này. Đục bỏ mấy viên gạch này. Chấp nhận nhá, đục vào mấy viên gạch để giữ được cái cây hoa giấy nó không bị thương. Đẹp lắm cả nhà ơi. Cái củ này, củ chỗ ngọn này thì nó bị hơi to bởi vì hoa giấy bao giờ cũng thấy cái chỗ mà phát triển cành thì nó sẽ củ nó sẽ lớn ra. Thấy không? Đấy. Gốc của nó này. Gốc của nó đây nhá. Đấy. Đấy mình cho xem các bạn cho xem vành của nó nhá. Cái vành cái đoạn thân giữa này. Mọi nhìn này, đấy. Găng tay của mình là 22 nhá. Găng tay của mình 22 này. Thấy không? Nhìn thấy chưa? Găng 22 nhá. Đấy. Chỗ này vành chỗ này đấy. Sợ không? Đây nhá. Đấy. Quá khủng luôn. Quá khủng luôn nhá. Thấy chưa? Đây nó có một cái cành, vừa một cái cành ra đây. Cành này ra mình vừa cắt bỏ. Tiến hành cắt bỏ để nuôi cái thân nó vặn mắt này. Đấy, nó vặn. Ai, nó vặn này, thấy không? Vặn xong nó lên đây, đấy. Các tay tán ở trên, nó bố trí trên rất là chuẩn, thấy không? Đấy. Các bạn nhìn nước da của nó này. Nước da hơi bị xịn. Đấy, đấy nha, cành này bỏ. Hiện tại cái vết cắt này nó đang còn nhỏ nên mình cắt bỏ để sau cho nó thành sẹo. Nó sẽ phủ hết sẹo kín rồi đấy. Thấy không? Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy. Gốc đẹp luôn nhỉ. Quay gốc xung quanh nhỉ. Mặt trong của nó này. Đấy, mặt trong của nó nhá. Mặt trong nó đấy. Thấy không? Đó. Có mỗi cái chỗ này nó bị sát tường là mình đang cân nhắc. Sợ nó sẽ ảnh hưởng thì mình sẽ tiến hành mình đục. Đục cái chỗ đấy đi. Đấy nhá. Thấy không? Mọi người sẽ ngắm từ xa nhé.
đây cái tay trên này, tay trên nó bò này. Đấy, tay trên nó bò này. Đấy, tay trên nó bò ra đây, nó bò ra tận đây luôn nhá, thấy không? Đấy. Sẽ quay luôn từ xa để mọi người ngắm nhé, các khúc xa của cây nhá. Đấy. Thấy không? Cái này nó hiện tại là nó cao khoảng 5 mét đấy. Nếu mà hết cái phần ngọn lên đến kia là khoảng 5 mét. Đấy. Cây hoa giấy này quá đẹp luôn. Rất là có tương lai đấy các bạn ạ. Đấy. Rất là có tương lai luôn nhá. Đây, cái mặt này nó lại như này. Đó. Cảm ơn.